cho bé trộm đào nhé. Trèo cẩn thận nhé con nhá. Úi dồi ôi. Đi xuống đi con ơi. Đi xuống cẩn thận. Chết rồi, nên vặt đào này. Đi xuống cẩn thận. Em bé hơ mông. Trèo lên vặt đào. Đi xuống cẩn thận vào, cẩn thận. Bé tí này mà trèo cây đào lên để vặt quả. Cho sang hoa quả sơn hết rồi này. Trèo cây ăn trộm đào tiên nhà chú Ria. À, cây đào sợ cái cảnh lắm. Ăn trộm đào tôi ngộ không nhìn đào à. Ai muốn ăn đào không? Đào ngon đấy. Đào sạch. Mấy cu ăn đào không? À, ăn đào không bác vặt cho. Người bắt nhá. Nhá. À, bé không bắt rồi. Ăn không? Ăn không? Cái đầu ấy ăn không? À, thằng ấy nó về rồi. Em ơi, nó bắt cho thằng mấy thằng con này mấy quả nào rồi? Nó không bắt được, anh vặt cho nó mấy quả. Nó, hả? À. Giữ cái chậu ấy, bác ngém vào cho. Một chùm đào luôn. Đấy, bưng bỏ chậu lên, bưng nhìn ạ. Giơ cái chậu lên. Bê cái chậu lên. Úi dồi ôi, chân đất bẩn thế, chôn đây. Rồi, để nguyên đấy, để nguyên đấy. Đấy, để nguyên nha. Để nguyên đấy, giữ nguyên đấy nha. Rồi, để im, để im. Được rồi, đấy, mang lên, bê lên. Bê lên, bê lên, bê lên. Ngon chưa? Bên em mấy anh em chia nhau ăn nhá. Đào tiên. Ngon đấy các bạn. Đào nhà chú Ria. Ui. Đấy, các bạn mà thấy đào ngon này các bạn like video nhá. Ủng hộ kênh nhá. Đấy, chia sẻ video. Rửa đây đúng rồi, rửa đây khỏi nó khỏi bị kiến lông. Bác ăn luôn. Trời ơi, đây chỗ này còn nhiều đào và to. Đào mà ra hoa người ta gọi là hoa đào. Ai bị ho mà ăn đào? Đào nông nghiệp hơi bị ho hơn ạ. Rửa em, đúng rồi. Bắn nước ra rửa. Rửa em. Đấy. Nó không bị bẩn đâu các bạn nhé. Nó chỉ bị cái lông thôi. Rửa đây ăn nó không bị lông. Đào không chát thế nào luôn. Ngọt, chua, giòn. Vừa ngọt vừa chua vừa giòn. Ngon. Ăn đào ấy. Đã ăn hai quả rồi. Đang đói.
muốn ra đây vặt cái quả to ngoài này nhưng mà sợ gãy cành lắm. Tôi nặng 70 cân. Ui ôi, đi ngang. Thôi, cố vậy. Vì miếng ăn, chỉ ngã cũng phải chịu. Đấy, làm hai quả này, mang xuống. Ăn hai quả nữa thôi. Thế là ngon. Rồi, thế nha. Video đến đây nào. Tuyệt cú mèo đấy, đào đào này mới là đào chuẩn này, đào này không bị hóa chất với gì nhỉ, quạt ăn ngay.